Xin chào mọi người. Hôm nay với ngày mai là hát hơi bận, thành ra là có thể sẽ lên ít chuyện thôi đó. Chàng rể phế vật tập 453. Phó gia chủ, đây Lâm Quân Luân khó hiểu, mở miệng định nói gì đó. Lâm Hạo Thiên đưa báo cáo sang. Lâm Quân Luân xem qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, lùi về phía sau mấy bước. Chuyện này không thể nào, độc mà Lâm chứng sự trúng là loại độc bí mật của nhà Lâm. Chuyện này sao có thể chứ, tuyệt đối không thể nào. Lâm Quân Luân hơi suy sụp, đột nhiên ông ta như nhớ ra gì đó, vội hỏi Lâm Hạo Thiên: Phó gia chủ, có phải lần trước thầy Lâm xông vào cấm địa nhà Lâm đã trộm được độc thuật bí mật hay không? Cấm địa nhà Lâm chưa bao giờ cất giữ loại độc thuật này, thầy Lâm không thể nào có được. Vậy sao người ta biết độc này chứ? Lâm Hạo Thiên không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Quân Luân. Lâm Quân Luân kinh ngạc, đột nhiên trái tim nhảy vào đến tận cổ họng. Phó gia chủ, ông đừng nói là ông nghĩ nhà Lâm chúng ta có kẻ phản bội cấu kết với thằng Lâm chứ? Lâm Quân Luân nói ra: Không phải, không có khả năng đó. Lâm Hạo Thiên nói ra: Vậy đó có thể là ai chứ? Lâm Quân Luân vội hỏi. Đúng lúc đó, một người nhà Lâm vội vã chạy vào đại sảnh. Phó gia chủ, không ai rồi, không ai rồi. Người đó vừa thở vừa la lên, giọng vô cùng gấp gáp: Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bình tĩnh lại cho tôi, trời không sập được đâu. Lâm Quân Luân quát lớn. Người đó run rẩy há miệng không dám nói gì. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạ Thiên nghiêm túc hỏi. Người nhà Lâm đó mới hoảng loạn nói ra: Thần y y y Lâm đến rồi. Cái gì? Mọi người đồng loạt biến sắc. Không ai ngờ sau chuyện ở đỉnh núi Yên Long xảy ra, thầy Lâm vẫn dám đến nhà Lâm. Nhất thời nhà Lâm náo động, các chấp sự và trưởng bối lãnh đạo cấp cao, thành viên cốt cán của các đường đều tập hợp ở phòng khách. Lâm Hạo Thiên cũng dẫn theo đám người Lâm Quân Luân đến phòng hội nghị ngay lập tức. Lúc này Lâm Minh đang ngồi ở ghế chính trong phòng hội nghị uống trà. Đây là vị trí bình thường chỉ có gia chủ nhà Lâm mới thấy ngồi, ngay cả Lâm Hạo Thiên cũng không có tư cách. Ban Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao đứng hai bên trái phải của anh, lạnh lùng nhìn đám người nhà Lâm đi vào. Người nhà Lâm vô cùng phẫn nộ, lập tức có người lên tiếng giận dữ quát: Thầy Lâm, đó là vị trí của gia chủ nhà Lâm, mời cậu đứng dậy nhanh, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lâm Minh đặt tách trà xuống, thản nhiên nhìn người đó: Ông định không khách sáo với tôi thế nào? Cậu khốn kiếp, cậu xem thường nhà Lâm chúng tôi sao? Người đó tức giận quát, lập tức xông tới định tóm lấy Lâm Minh. Nhưng ông ta vừa mới đến gần, Ban Thượng Quân đã đạp lên bụng ông ta một cái. Người đó lập tức bay ra xa, đập mạnh vào tường, lăn xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Hả? Mọi người ở đó đều biến sắc. Thần Lâm, cậu ức hiếp người quá đáng, ra tay bắt cậu ta lại, bắt cậu ta lại, trả thù cho những người bị thương hy sinh trên núi Yên Long. Người nhà họ Lâm nổi giận, ai nấy gào lên định xông tới. Đây là nhà họ Lâm, bọn họ không có gì phải sợ, huống hồ đây còn là kẻ thù của bọn họ. Nhưng khi bọn họ vừa có động tác, Lâm Hạo Thiên lập tức ngăn lại: Dừng lại hết cho tôi. Bọn họ dừng bước, đồng loạt thốt lên: Phó gia chủ, phó gia chủ. Giọng hô xen lẫn nhau vang lên. Lâm Anh hờ hững nhìn Lâm Hạo Thiên đang tới gần, ông dùng uống trà. Lâm Hạo Thiên quan sát xung quanh một lượt. Thần Lâm, cậu có biết bây giờ cậu đang ngồi vị trí dành cho ai không? Không hứng thú được biết. Thần Lâm, tôi không so đo chuyện này với cậu. Nói đi, cậu đến nhà Lâm làm gì? Lâm Hạo Thiên không biểu lộ cảm xúc, nói ra. Ông ta biết Băng Thượng Quân, biết người này là thiên kiêu, thực lực phi phàm, không dễ chọc tới. Nhưng ông lão đứng bên phải Lâm Minh khiến ông ta cảm thấy không yên tâm. Ông ta nhận được tin, nói rằng bên cạnh Lâm Minh có một người đeo mặt nạ bản lĩnh cao cường. Có lẽ chính là người này, nếu vậy thì đúng là không thể ra tay. Tôi nói nhà Lâm các người đã đem thi thể Lâm Cốc về, đúng không? Lâm Minh hỏi. Sao thế? Thầy Lâm giết người của gia tộc tôi còn chưa đủ, còn không cho chúng tôi mang thi thể người trong gia tộc về sao? Lâm Hạ Thiên có tiếng hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng Lâm Cốc đã thua tôi. Trận quyết đấu giữa tôi và ông ta, tôi đã thắng. Thầy Lâm, trước cùng cậu muốn nói gì? Muốn tôi chúc mừng cậu hay sao? Lâm Bảo Thiên lạnh lùng hỏi. Nắm đấm đã âm thầm siết chặt. Nếu không phải ông ta vẫn còn lý trí thì ông ta thật sự muốn băm vằm người này ra. Lâm Bảo tỏ ra vô cùng đắc ý. An bình tĩnh nói ra, chúc mừng thì không cần đâu. Lần này tôi đến là muốn nhắc nhở ông, gửi lời cảnh cáo đến nhà Lâm các ông. Cảnh cáo sao? Lâm Bảo Thiên nghiêm nghị nói. Tôi hy vọng thời gian tới nhà Lâm các người hãy thành thật một chút, đừng có giật dây các thế lực khác đối phó với tôi nữa. Nếu các người muốn chết tôi hoan nghênh các người bất cứ lúc nào, dù tôi ở Giang Thành hay ở đâu khác. Đương nhiên mối thù này đã kết,
Sau này chưa chắc các người chủ động ra tay, mà cũng có thể là tôi sẽ chủ động ra tay. Cuộc chiến tranh này đã mở màn, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lê Bình bình tĩnh nói. Người nhà Lâm nghe vậy đều biến sắc. Cái gì? Phần Lê Lập, cậu đang tuyên chiến với chúng tôi sao? Lâm Hà Thiệt nhèo mắt hỏi. Đúng, tuyên chiến với nhà Lâm chúng tôi sao? Phần Lê Lâm, cậu có tư cách đó sao? Nhà họ Lâm mà cậu nhìn thấy không phải là nhà Lâm chân chính. Nếu thực sự tranh đấu, tôi lo rằng cậu sẽ thua rất thê thảm. Lâm Hà Thiệt cười nhạt nói ra. Sau này sẽ thua như thế nào tôi không biết, ít nhất lần này tôi đã thắng, Lê Bình nói ra. Lâm Hà Thiệt im lặng không đáp. Lê Bình đứng dậy đi về phía cửa phòng hội nghị. Nhà Lâm không ai dám ngăn cản. Đợi đến khi ra khỏi cửa, Lâm Bình dừng bước nghiêng đầu nói. Lâm Hà Thiệt, nhà Lâm các người xúi dục thương minh và đại hội đối phó với tôi. Tôi đã giết Lâm Cấp và Lâm Phi Anh của nhà Lâm. Nếu lần sau còn làm ra chuyện xấu xa, bí ổi, yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông, mà tôi sẽ giết hết toàn bộ nhà họ Lâm. Nói xong Lâm Bình quay người rời đi. Cậu Phần Lâm, cậu ngông cuồng quá rồi đó, khốn kiếp. Người nhà Lâm tức giận. Lê Bà Thiên sắc mặt âm trầm, nghĩ rằng nghĩ lời. Phó gia chủ, ra tay đi, bây giờ diệt trừ tên họ Lâm đó, khiến cậu ta chết không toàn thây. Không băm bằng cậu ta ra làm nghìn mảnh, sao chúng ta có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Tuyệt đối không thể bỏ qua cho cậu ta. Phó gia chủ, ra tay đi. Phải, ra tay đi. Nhiều người tức đến mức gân xanh nổi lên, lồng ngực sắp nứt ra. Dù biết mình không phải là đối thủ của Lâm Minh, nhưng bọn họ vẫn muốn chiến đấu. Thời Lê Lâm này đã chạy đến đây thải phân lên trên đầu bọn họ, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn được chứ? Đường đường là nhà họ Lâm, sao chịu được nỗi nhục này chứ? Lâm Hà Thiên cũng nhịn được, không những trong lòng phẫn nộ mà ông ta còn suy nghĩ cho người trong gia tộc. Nên đến mức này mà ông ta vẫn có thể nhẫn nhịn thì uy tín của ông ta trong gia tộc ắt sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó là người rã rời, không ai hướng về gia chủ, nhà họ Lâm lung tay, điều đó sẽ gây ảnh hưởng chí mạng với nhà họ Lâm. Không được, đánh không lại cũng phải thử một lần. Đây là Yếm Kinh, nếu làm lớn chuyện lên, chắc chắn sẽ có người đứng ra ngăn chặn. Chỉ cần có người ngăn chặn kịp thời thì thương vong của nhà họ Lâm sẽ không bị ác hóa. Tuy rằng vậy sẽ có một vài người chết, nhưng vẫn còn giữ được thể diện và lòng người, cớ sao lại không làm chứ? Người đến đó, Lâm Hạo Thiên quyết định, mắt lộ ra sát ý, dự định hạ lệnh ngăn thần Lâm lại. Nhưng đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới. Lâm Hạo Thiên nghe máy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Phó gia chủ, ra tay đi, chẳng lẽ để tên khốn đó huênh hoang ra khỏi nhà Lâm hay sao? Một người nhà Lâm phẫn nộ quát lên, tay cầm đao, chỉ cần Lâm Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, gã sẽ lao lên. Những người khác của nhà Lâm cũng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, bốc. Giây sau đó, một cái tát giáng xuống mặt người đó. Người đó xoay một vòng tại chỗ, suýt nữa đã ngã chủ xuống đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ giật mình. Lâm Hạo Thiên phẫn nộ bắn ra tay không quỷ, nói cho các người biết, ai cũng không được động vào thần Lâm, hả? Người nhà Lâm trợn tròn mắt khó tin nhìn Lâm Hạo Thiên. Phó gia chủ, sao vậy chứ? Nổi điên gì vậy chứ? Tất cả tránh ra, tránh ra, để thành Y Lâm đi. Hai mắt Lâm Hạo Thiên đỏ lên quát khẽ. Mọi người nhìn nhau đầu dám ngăn cản. Lâm Bình quay sang nhìn Lâm Hạo Thiên, âm thầm lắc đầu, đi thẳng ra khỏi cánh cửa nhà Lâm. Phó gia chủ, chuyện này là thế nào chứ? Lâm Cung Luân khó hiểu vội hỏi. Suýt chút nữa trúng bẫy của thành Y Lâm rồi, người này thật là độc địa. Lâm Hạo Thiên nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra. Trúng bẫy của ta sao hả? Lâm Cung Luân càng nghi hở hơn. Lâm Hạo Thiên giơ điện thoại lên lạnh lùng nói. Người có bộ thông tin vừa gọi điện thoại tới, tuyệt đối không được động vào thần Lê Lâm, bởi vì võ si ma bà đang ở ngoài kia. Cái gì? Võ si ma bà sao? Người có bộ thông tin nói ra võ si ma bà và thần Lê Lâm hình như đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nếu chúng ta động vào thần Lê Lâm, võ si ma bà sẽ giết vào đây đại khai sát giới ở nhà Lâm. Thần Lê Lâm ngâm cuồng chọc giận chúng ta như vậy là muốn tìm cái cớ để võ si ma bà ra tay. Võ si ma bà là truyền thuyết ở Yến Kinh, nếu mà ta can thiệp nhà Lâm chúng ta không ai có thể địch lại. Kết hợp với hai vị cao thủ ở bên cạnh cậu ta đủ để hủy diệt nhà Lâm. Đến đó, từ khi gia chủ đích thân xuất hiện, nếu không, nơi đây chắc chắn máu sẽ chảy thành sông, không ai thoát khỏi. Lâm Hạo Thiên nói ra. Ngay đợt đó, Lâm Quân Luân run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại còn có chuyện như vậy sao? Thời Đại Lâm đã liên kết với võ si ma bà sao? Thời Đại Lâm này cũng nhẫn tâm thật đó. Vì đối phó với nhà Lâm chúng ta mà không tiếc mạo hiểm, may là người có bộ thông tin điều tra kịp thời, nếu không hôm nay nhà Lâm chúng ta sẽ gặp họa lớn. Nhưng hôm nay thần Lê Lâm đã tuyên chiến, giờ đây cậu ta có võ si ma bà trợ giúp, nhà Lâm chúng ta muốn đối phó cậu ta khó đây. Lâm Cung Luân đầy vẻ lo lắng. Không cần phải sợ, tôi sẽ đi gặp gia chủ, xin ông ấy gửi thư thông báo cho gia tộc chính,
điều cao thủ đến đối phó với thần Đại Lâm. Phó gia chủ, đại hội sắp mở ra, chúng ta phải tiêu hao nhân lực với thần Đại Lâm sao? Huống hồ để cho tộc chính tham dự, chứ sợ sẽ mang đến rắc rối vô tận. Chuyện này đến nước này không cần phải nói gì nhiều nữa. Nếu không diệt trừ thần Đại Lâm thì nhà Lâm chúng ta sẽ không được yên ổn. Lâm Bạch Thiên nói ra, quay người đi thẳng. Đôi mắt Lâm Quân Luân lóe sáng, không lên tiếng. Lâm Minh vừa ra khỏi cổng nhà Lâm, một bà lão ăn mặc giản dị bước tới. Thế là rồi, thần Đại Lâm, người nhà Lâm không truy cứu trách nhiệm của cậu chứ? Bà lão cũng chính là võ sĩ ma bà lên tiếng nói. Tôi đã có truy cứu trách nhiệm thì bà có tin không? Lâm Minh hỏi. Nếu vậy thì sao cậu có thể dễ dàng ra khỏi đó chứ? Võ sĩ ma bà lắc đầu. Lâm Minh cười nhẹ, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi phải về Giang Thành rồi, võ sĩ ma bà. Nếu sau đây có chuyện gì, tôi sẽ liên lạc với bà. Hy vọng đó sẽ không phải là chuyện mà bà già này không mong muốn. Võ sĩ ma bà nói, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, cơ thể già khoảng của bà ta đã chìm trong biển người. Lâm Minh nhìn bóng dáng võ sĩ ma bà rời đi, âm thầm lắc đầu, sau đó đi về phía chiếc xe dừng bên đường, chuẩn bị đến sân bay quay về Giang Thành. Đến lúc này, một chiếc xe của chính phủ đổ lại bên đường. Một người ông mặc áo đen bước xuống xe. Anh Lâm, mời anh lên xe, có một người muốn gặp anh. Người đông nói ra, ai thế? Có lẽ anh không biết ông ấy, nhưng anh nhất định có quen biết với cấp dưới của ông ấy. Ồ, cấp dưới của ông ấy là ai? Lâm Minh hỏi, thống lĩnh Trịnh. Người đàn ông mặc áo đen trả lời. Nghe vậy Lâm Minh không khỏi kinh ngạc, cấp trên của Trịnh Nam Thiên sao? Đó phải là nhân vật lớn ở cấp bậc nào chứ? Đương nhiên, Lâm Minh biết rõ Trịnh Nam Thiên là người như thế nào. Năm đó khi ông ta dưỡng thương ở Giang Thành, được cả đám lão đại tôn sùng. Sau khi được Lâm Minh chữa trị, bình phục trở về Yến Kinh, ông ta như cá gặp nước. Bây giờ địa vị của ông ta đã cao hơn một bậc, là nhân vật danh tiếng lẫy lừng, đặc biệt là ở trong quân đội, ông ta được ví như Thái Sơn Bắc Đẩu. Nhưng bây giờ cấp trên của Trịnh Nam Thiên muốn gặp mình sao? Cấp trên của ông ta thì còn có trọng lượng đến mức nào đây? Lâm Minh suy nghĩ một lát, được, tôi đi cùng anh một chuyến. Người thanh niên lập tức mở cửa xe, Lâm Minh lên xe, chiếc nét đao và ban thực quân lập tức theo sau. Nhưng bị người thanh niên mặc đồ đen này chặn lại. Xin lỗi, lần này chỉ mời một mình thần Đại Lâm, hai người chờ ở khách sạn hoặc chờ ở đây cũng được. Người thanh niên nói ra, khốn kiếp, nếu các người làm hại cậu thì sao, cút ra đây. Chiến nhất đao tức giận hét toáng lên. Tuy nhiên, người thanh niên mặc đồ đen vẫn bất động. Lâm Minh mở lời, nhất đao, hai người về khách sạn trước chờ tôi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu Lâm, những người này không rõ lai địch, cậu hãy cẩn thận. Chiến nhất đao lo lắng nói, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Lâm Minh gật đầu, lúc này hai người họ mới chịu nghe lời. Chiếc xe khởi động, lái thẳng về phía trung tâm Yến Kinh. Xe không đi quá chậm mà rất ổn định, không hề bị sóc. Chiếc xe này không được coi là cao cấp nhưng vẫn có thể lái rất vững vàng. Có thể thấy người thanh niên mặc đồ đen này có kỹ năng lái xe phi phàm. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng trước một tòa nhà cũ ở trung tâm thành phố. Tòa nhà cũ này đã tồn tại ít nhất vài thập kỷ. Sơn trên sàn và tường bị bong tróc. Tòa nhà hơi tối, phong cách cực kỳ cũ kỹ. Không có nhiều cơ sở vật chất nhưng cả tòa nhà và môi trường xung quanh rất sạch sẽ. Tuy đơn giản nhưng lại có hương vị độc đáo. Xe dừng lại bên ngoài tòa nhà cũ. Người thanh niên mặc đồ đen mở cửa cho Lâm Minh, sau đó dẫn anh đi vào. Sau khi lên tầng 3, người thanh niên dè dặt gõ cửa. Tới rồi, một giọng nói hiền hòa, thân thiện phát ra từ bên trong. Cánh cửa được mở ra. Trước mặt là một ông lão tóc bạc trắng đeo kính cận. Lâm Minh ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ mở lời hỏi. Giọng điệu anh mặc dù nhẹ nhàng nhưng mãi ra sau, sự chấn động trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Ồ, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn tán gẫu với cậu mà thôi. Nông Đường Công rót cho Lâm Minh một tách trà cười nói. Lâm Minh im lặng. Nông Đường Công đưa ra một điếu thuốc, Lâm Minh do dự nhưng vẫn cầm lấy. Chàng trai trẻ, cậu rất có triển vọng. Tôi đã nghe nói câu chuyện trên đỉnh núi Yên Long. Không tệ, hiện nay những người trẻ tuổi có triển vọng như cậu ở nước ta rất ít, đúng là hậu sinh khả úy. Ông lão rít một hơi thuốc cười nói. Ông quá khen rồi. Ồ, không phải tôi quá khen đâu, mà tôi đang nói thật đó. Có thể khiến những nhân vật như Khổng Hằng Xuân, Giang Nam Tùng cúi đầu thì nhất định không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Nghe nói, bà lão thích định võ kia cũng nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. Chàng trai trẻ, tương lai của cậu là vô hạn đó. Nông Đường Công mỉm cười. Ông cụ Nông mời tôi đến đây là để nói những chuyện này sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Tôi nói rồi đó, chỉ là trò chuyện tán gẫu thôi, nhưng khen cậu thì cũng phải nhắc nhở cậu. Chàng trai trẻ đừng quá bất đồng dễ đắc tội với người khác. Kẻ địch quá nhiều không phải là chuyện tốt với cậu. Ở Yên Kinh, có thực cậu đã làm được rất nhiều chuyện hơn người. Nói về chuyện ở đỉnh núi Yên Đông, cuộc cái đấu giữa cậu và Lâm Cốc phù hợp với quy tắc võ thuật. Theo lý mà nói, chúng tôi sẽ không can dự. Nhưng những chuyện tiếp đó quả thực đã vượt ngoài quy tắc.
Đương nhiên tôi cũng biết cậu đã bị bọn họ ép đến đường cùng. Không làm vậy thì không được. Tôi mời cậu đến không phải để phê bình cậu, mà chỉ muốn khuyên bảo cậu. Những chuyện như vậy nếu có thể không xảy ra thì đừng nên xảy ra. Nếu xảy ra rồi thì đừng nhắc đến nữa. Cậu hiểu ý của tôi không? Nên Đường Công gạt tàn thuốc miếng người nói. Lâm Minh cau mày bình tĩnh nói. Cho nên ý của ông là muốn tôi thả Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân sao? Đây là chuyện của bọn họ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa cũng không có ý định nhúng tay vào. Cậu Lâm, đây là Yến Kinh, mọi việc đều phải có chừng mực. Nếu như cậu làm lớn chuyện thì chúng tôi cũng khó dọn dẹp tàn cục. Tôi không phải là người thích gây chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác đừng chọc vào tôi. Quả thật có những lúc tôi làm chuyện không nghĩ đến hậu quả, nhưng đó là do người khác chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi. Ông cụ Nông e rằng dù là ai tới cũng không khuyên được tôi đâu. Làm chuyện gì, phạm tội gì tôi đều nhận hết, nhưng tôi sẽ không hối hận vì tất cả những việc tôi đã làm, Lâm Minh hờ hững nói. Nghe những lời kiên quyết của Lâm Minh, bàn tay cầm điếu thuốc của Nông Đường Công không khỏi run rẩy. Khuôn mặt già nua có mấy hơi đanh lại. Một lúc sau, ông ấy nở nụ cười. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, khí lực tràn trề, không tệ. Nhưng tôi vẫn phải nói một câu, đừng quá bất đồng dễ đắc tội với người khác. Chuyện gì có thể giải quyết nhẹ nhàng thì cứ giải quyết nhẹ nhàng. Ông cụ Nông, chuyện này dường như không phải một mình tôi là có thể quyết định được, đúng không? Dù tôi muốn xử lý nhẹ nhàng, nhưng những người khác sẽ không đồng ý, đúng không? Lâm Minh lắc đầu nói. Thế này đi. Nông Đường Công đột nhiên cầm lên một tờ giấy còn in hành dấu vết thời gian, rồi lại cầm cây bút bên cạnh lên viết một dãy số. Sau đó cẩn thận xé dãy số ra và đưa cho Lâm Minh. Cậu Lâm, đây là số điện thoại riêng của tôi. Bình thường người ta liên lạc vào số điện thoại này không có nhiều. Tôi giao cho cậu. Nếu có ai cố ý làm phiền cậu, chỉ cần không phải lỗi của cậu thì cậu có thể gọi số này cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Nếu tôi không giải quyết được thì cậu hãy giải quyết theo cách của mình. Cậu thấy thế nào? Nông Đường Công nói ra. Lâm Minh sững sờ nhìn tờ giấy, vô vàng đưa ra nhận lấy, cẩn thận quan sát một hồi rồi vô vàng nhét vào trong túi. Lâm Minh biết rõ dãy số này có ý nghĩa là gì. Đây đúng là một thanh thượng phương bảo kiếm. Ông cụ Nông đã nói như vậy thì sao tôi có thể không nể mặt chứ? Mọi việc đều nghe theo ông. Lâm Minh gật đầu. Ha, vậy thì tốt. Nào chàng trai trẻ, cậu không vội trở về Giang Thành đúng không? Tôi thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, uống cùng tôi một đi nhé. Tiểu Lưu, cậu ra ngoài ngõ mua vài món ngon về đây. Hôm nay tôi phải trò chuyện thật vui vẻ với anh hùng trẻ tuổi của đất nước chúng ta. Nên Đường Công mỉm cười lại cho một đĩa thuốc khác, nhưng chưa rít được mấy hơi ông ấy lại ho sặc sụa. Thủ trưởng không sao chứ? Người thanh niên mặc áo đen hét lên với mặt luống cuống. Không sao, mà đi, đừng để cậu Lâm đợi lâu. Nên Đường Công ngừng ho khan, hơi thở hổn hển cười nói. Người thanh niên mặc đồ đen do dự mình nhưng vẫn quay đi. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nói, đừng mua đồ ăn nữa, anh đi bốc mấy vị thuốc này về đây đi. Người thanh niên mặc đồ đen sửng sốt, thuốc hả? Nông Đường Công ngơ ngác, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười nói, tôi nhớ ra rồi, cậu Lâm, cậu được người ta gọi là thần y, sao nào, cậu nhìn ra căn bệnh tiềm ẩn của tôi rồi sao? Tôi nhìn ra rồi, nhưng không chỉ nhìn ra mỗi căn bệnh tiềm ẩn đó. Ồ, vậy thì cậu còn thấy gì nữa? Nông Đường Công hỏi ra. Lâm Minh do dự rồi nói, ông có khả năng không sống qua được 3 ngày nữa. Các căn phòng im lặng như tờ. Người thanh niên mặc đồ đen và Nông Đường Công đều trầm mặc nhìn Lâm Minh bằng mắt kinh ngạc. Một lúc sau, người thanh niên mặc đồ đen nổi giật đùng đùng, tóm lấy cổ áo Lâm Minh gào thét, đồ khốn kiếp, anh đang nói gì vậy hả? Anh đang nguyền rủa thủ trưởng sao? Anh có tin tôi kéo anh ra ngoài đánh chết anh luôn không hả? Tiểu Lưu, dừng tay. Nông Đường Công lập tức lên tiếng ngăn cản. Thủ trưởng, buông cậu Lâm ra, đừng hành động lỗ mãng. Cậu Lâm có danh xưng là thần y, những lời cậu ấy nói chắc chắn không sai được đâu. Nông Đường Công nghiêm nghị nói. Người thanh niên mặc đồ đen nghĩ là nghiến lợi, rồi mới buông tay ra. Lâm Minh liếc nhìn anh ta, tôi khuyên anh sau này không nên kích động như vậy, nếu không e rằng sẽ hại chết ông cụ Nông. Anh có ý gì? Người thanh niên áo đen tức giận hỏi. Đắc tội với một bác sĩ có thể chữa trị cho ông ấy, nếu vị bác sĩ đó tức giận mà rời đi không chữa bệnh nữa thì chẳng phải anh đã hại chết ông cụ Nông rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Mẹ kiếp, sức khỏe của thủ trưởng vẫn rất tốt, mỗi ngày 3 ly rượu, 1 ba thuốc, có thể đi lên đầu năm mà không thở dấp, đi bộ 5 cây số cũng rất nhẹ nhàng. Cả người không có bất kỳ thương tích nào, ngoại trừ một vài bệnh thầm kín để lại từ thời trẻ thì ông ấy có vấn đề gì đâu chứ. Anh đừng ở đây nói năng lung tung. Người thanh niên mặc đồ đen tức giận nói, anh cũng hiểu biết nhiều về ông cụ Nông đó nhỉ? Lâm Minh gật đầu. Từ nhỏ Tiểu Lưu lớn lên ở biệt viện này, cha cậu ấy chết trên chiến trường, ông nội cậu ấy cũng là chiến hữu cũ của tôi điều chuyển cậu ấy đến làm cảnh vệ bên cạnh tôi nhìn cậu ấy trưởng thành, cậu ấy đương nhiên cũng hiểu rõ tình hình sức khỏe của tôi. Nông Đường Công cười nói, nếu như vậy anh ta có biết mỗi đêm từ 6 giờ đến 12 giờ ông đều bị tức ngực, khó thở, ho khan, thậm chí nôn ra máu hay không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Anh vừa dứt lời, sắc mặt người thanh niên mặc đồ đen thay đổi, đột nhiên nhìn về phía Nông Đường Công. Nông Đường Công cũng hơi giật mình không nói nên lời. Không chỉ có vậy, trên cánh tay và ngực của ông còn có một đường màu đen đúng không? Vẽ lên nhìn thử đi. Lâm Minh lại nói, thủ trưởng.
Người thanh niên mặc đồ đen lo lắng nhìn Nam Đường Công, vừa như muốn ông ấy vén tay áo lên để xác nhận lời nói của Lâm Minh. Nhưng Nam Đường Công lắc đầu bình tĩnh nói: "Không cần đâu, cậu nói đúng. Trên cánh tay và người của tôi có thực có một đường màu đen, nhưng tôi đã nhờ bác sĩ khám rồi. Đường màu đen này là máu huyết ứ đọng do vết thương thời trẻ để lại. Không có gì đáng ngại, chỉ cần uống một vài loại thuốc lưu thông máu loại trừ máu ứ đọng là được." Lưu thông máu loại trừ máu ứ đọng sao? Ồ, đó chỉ là cách chữa trị tạm thời. Huống hồ bây giờ lục phủ ngũ tạng của ông đã xuất hiện vấn đề lớn, không chỉ dựa vào vài loại thuốc lưu thông máu loại trừ máu ứ đọng là thể chữa khỏi căn bệnh trong người ông. Nói xong, Lâm Bình bước tới bàn bên cạnh, rót ra từ trong bình giữ nhiệt một ly nước ấm đưa đến: "Ông cùng đông uống đi." Tôi không uống nước, uống nước sẽ bị ho. Mấy năm nay tôi chỉ uống trà, trà đại hồng long tỉnh để được, nhưng không thể uống được nước sôi." Nên được không? Câu mày, ông có biết tại sao ông không thể uống nước sôi được không? À, tôi không biết, bác sĩ cũng không biết. Đó là bởi vì công năng tiêu hóa trong cơ thể ông đã có dấu hiệu trì trệ, bây giờ còn chưa hoàn toàn bộc phát. Đến ngày mai, ngay cả nước trà trong cốc này ông cũng không uống được, phải dựa vào nước truyền dịch mới thể duy trì lượng nước trong cơ thể. Lâm Minh khai giọng nói. Nam Đường Công hít một hơi thật sâu, người thanh niên áo đen càng thêm run rẩy. "Cái gì? Anh Lâm, anh nói thật sao?" "Bác sĩ như cha như mẹ, ông cụ Đông, tôi chỉ nói những lời mà một bác sĩ nên nói, tin hay không tùy ông." Lâm Minh bình tĩnh nói. Nam Đường Công im lặng. Người thanh niên áo đen lại gần hơn, trầm giọng nói: "Thủ trưởng, trước giờ thủ trưởng luôn khám bệnh ở chỗ Thành Y Diêu. Thành Y Diêu tính tình cổ quái, nếu để ông ta biết được có bác sĩ khác chữa trị cho thủ trưởng, một khi ông ta nổi giận e rằng sẽ không khám và chữa bệnh cho thủ trưởng nữa. Chuyện này vẫn nên thận trọng thì hơn. Tôi hiểu tính tình ông Diêu, nhưng y thuật của cậu Lâm này cũng rất cao siêu, không phải dạng tầm thường." Nam Đường Công hơi khó xử. Thật ra ông ấy bằng lòng tin tưởng Lâm Minh, nhưng nếu bác sĩ điều trị cho ông ấy biết được ông ấy để Lâm Minh chữa trị thì Thành Y Diêu chắc chắn sẽ rất tức giận. Nếu đắc tội với Thành Y Diêu, bên phía Lâm Minh không chữa trị khỏi, bên kia không thể tiếp tục chữa trị thì chẳng phải thiên đường có lối lại không đi, đi cũng không cửa, cứ bước vào hay sao? Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ rồi đẩy qua. "Ông cụ Nông không cần thấy khó xử, tôi có thể tạm thời không chữa bệnh cho ông, nhưng ông vẫn nên giữ lại vật bảo vệ tính mạng này. Trong bình có một viên thuốc, nếu ngày mai ông phát bệnh thì hãy uống nó. Nó có thể giúp ông trì hoãn bệnh tật, để lúc đó hãy liên lạc với tôi." Lâm Minh cười nhạt: "Ồ, vậy thì tốt quá." Nam Đường Công gật đầu nhưng cũng không để ý lắm. Rõ ràng ông ấy công nhận y thuật của Lâm Minh, nhưng không cho rằng y thuật của anh có thể vượt qua Thần Y Diêu, người đang chữa trị cho ông ấy. "Nếu đã như vậy thì tôi xin cáo từ." "Ồ, cậu Lâm, cậu không ở lại uống với tôi một ly sao?" "Không, ông Cụ Đông, ông vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Lâm Minh bình tĩnh nói rồi rời đi luôn. Ông Cụ Đông cũng không giữ chân anh nữa, chỉ bảo Tiểu Lưu tiễn anh về. Lâm Minh không từ chối, Tiểu Lưu đưa anh đến cửa khách sạn rồi mới lái xe rời đi. Trước khi đi, anh ta cố ý liếc nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp và lạnh lùng. Tất nhiên anh ta vẫn không tin Lâm Minh. Lâm Minh cười nhẹ không thèm quan tâm. Anh sải bước đi về phía khách sạn. Nhưng vừa đến gần cửa lớn, anh thấy rất đông người mặc các loại võ phục đang tập trung ở tầng 1 của khách sạn. Lâm Minh nhận ra những bộ võ phục này. Những người này đều là thành viên của hiệp hội võ thuật. Lâm Minh nhíu mày bước nhanh vào trong. Nhiều thành viên của hiệp hội võ thuật biết Lâm Minh, đồng loạt nhìn về phía anh. Ánh mắt mỗi người bọn họ đều rất kỳ lạ. Lâm Minh không quan tâm tới họ, đi vào thang máy về phòng. Nhưng vừa vào phòng đã phát hiện ra trong phòng không chỉ có mấy người băng thường quân chỉ biết đau, mà còn có vài vị khách không mời. Trong đó có một cô gái ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Cô gái nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vỗ tay đi về phía Lâm Minh. "Ai chà chà, vị này là Thần Y Lâm nổi tiếng đây sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thần Y Lâm quả nhiên giống như thiên thần, tuấn tú vượt trội. Thần Y Lâm rất vui được gặp anh." Cô gái nói rất khách sáo, đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra. Lâm Minh cũng không khách khí bắt tay cô ta. Phát hiện chủ nhân bàn tay đó cũng là một người luyện võ, sau khi quan sát người đẹp đó một phen, anh hỏi: "Cô là..." "À, Thần Y Lâm, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Liên Nhan, chủ nhiệm văn phòng của hiệp hội võ thuật toàn quốc. Lần này tôi đến đây là được sự ủy thác của hội trưởng Giang Nam Tùng của chúng tôi, kính mời Thần Y Lâm tham gia tiệc giao lưu võ thuật do hiệp hội võ thuật chúng tôi tổ chức. Mong Thần Y Lâm đừng từ chối, tối nay hãy đến hẹn đúng giờ." Cô gái tên Liên Nhan cười hiếp mắt nói ra: "Tiệc giao lưu võ thuật sao?" Lâm Minh nhíu mày. "Thần Y Lâm đừng nghĩ gì nhiều, chỉ là một bữa tiệc giao lưu đơn giản, mời các học giả võ thuật nổi tiếng trong nước, mọi người cùng nhau trò chuyện ăn uống, tuyệt đối không có mục đích gì khác, anh có thể yên tâm." Liên Nhan cười nói: "Lát nữa tôi phải về Giang Thành, e rằng không có thời gian tham gia bữa tiệc này." Lâm Minh nói ra: "Bữa tiệc do Giang Nam Tùng tổ chức, lại còn cố ý đến người có thân phận như Liên Nhan đến mời. Đây không phải là bữa tiệc hồng môn yến thì là gì? Đương nhiên Lâm Minh không muốn tham gia." Giờ đất sau, Liên Nhan lại cười nhạt: "Anh Lâm, anh nên tham gia thì tốt hơn.
Nếu vậy anh sẽ không phải hối hận. Cô có ý gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi.